sống chung đó. Tôi tiến hành mổ ngay bây giờ đã là muộn lắm rồi, vì phải mất 3 ngày mới chuyển được đồng chí về tới tận đây đấy. Chào bác sĩ. Chào các đồng chí. Chào đồng chí. Phòng này mình đưa thương binh vào buồng số 2 nhé. Khám xong các đồng chí chuyển thương binh trong hầm số 5 nhé. Này, cho đặt xe phát điện vào phòng mổ ngay nhé. Vâng. Tôi nghe đây. Dạ, báo cáo chính ủy, bây giờ mới bắt đầu mổ ạ. Lạ, không thấy nó đâu cả. Mạch bom rất nhỏ, có lẽ do ta tiêm thuốc tê nên nó chạy chỗ khác rồi nhỉ. Cho kiểm tra lại xem. Vâng. Trước khi mổ nó đã chuyển chỗ 2 lần rồi, mảnh bom chạm vào xương. Tiếp tục mổ. Cẩn thương nhé. Vâng, vẫn đang tiếp tục mổ. Cũng hồi này năm ngoái,
Nam nó đã đi theo con đường hào này về tới đây. Và bố đã điều nó về đại đội của mày. Thời gian đi nhanh quá. Cách đây 20 năm bố và cha Nam cũng ở cùng đơn vị. Nhưng mày với Nam bây giờ. Con về đây bố. Thôi về mà chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng mày có nhớ bố dặn gì không? Phải thật gương mẫu. Và càng phải gương mẫu. Bố dặn con lần này lần thứ 100 rồi đấy. Con đi. Bố chuyển lời cho Nam nhé. Mỗi khi đơn vị con nổ súng là mỗi lần con gửi lời hỏi thăm Nam đấy. Đi rồi. Ca mổ xong, bệnh nhân nằm bất động một tuần, nhớ hàng ngày thay băng nhé. Vâng. Chưa có ca mổ nào cho thấy chú mệt như ca này. Mai này. Alo. Đồng chí chính ủy đấy ạ. Vâng, tôi bác sĩ phụ trách trạm quân y Tiền Phương đây. Nam bị một mảnh bom xuyên vào mắt trái, làm teo giáp mạc, thoái hóa nhãn cầu, nghĩa là đã mù. À, đã hỏng hẳn ạ. Vâng, hướng phấn đấu chỉ là cứu con mắt phải, nhưng rất khó khăn vì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Vâng ạ, chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Cô Mai này, việc điều trị cho Nam còn khó khăn hơn phẫu thuật rất nhiều. Tôi muốn rằng từ nay, Mai sẽ đặc trách riêng một mình Nam giúp tôi nhé. Cậu cho mình xin chiếc ba lô của đồng chí Nam nhé. Nghỉ chân một lát các chị ạ. Anh Nam ơi, anh có nghe thấy tiếng súng quân ta không? Đơn vị anh đang hỏi thăm anh đấy.
tóc rôi kia. Ai vừa nói sao mọc rồi ấy nhỉ? Nhưng mà sao anh Nam lại quan tâm tới sao mọc nhỉ? À, tôi nhớ đến. Do con người đưa lên. Ghê này, có thể nói thế này được không nhé? Ước vọng con người tới đâu thì khả năng con người vươn tới đấy. Bốc, đấy không phải câu nói của học sinh lớp 10. Thế học sinh lớp 10 không có quyền nghĩ à? Ai cấm, nhưng đừng bốc. Đã thế nào bốc cho mà biết. Chạy đi đâu Thiên Lang? Đuổi theo vệ tinh. Sao lại như có sợi dây thép xuyên từ mắt lên đỉnh óc tôi thế này? Rồi sẽ dịu đi. Nếu anh còn hôn mê như 7 hôm trước thì mới đáng ngại. Đừng có nói dối. Thà cứ nói toạc ra anh hết đau vì anh sắp mù rồi. Như thế tôi còn nghe được và tôi sẽ yên tâm. Mặc dù tôi mới 22 tuổi. Chừng nào em cởi băng mắt cho anh mà anh vẫn mắng em là nói dối, bây giờ em mới cãi. Bây giờ chúng em cáng anh vào hang điều trị nhé. Đường xa và khó đi, lại phải lội qua một con suối rộng. Ước gì chúng em có một con thuyền nhỏ chở anh đi, cho anh bớt đau nhỉ. Anh có nghe thấy tiếng suối đang chảy không? Như tiếng sóng của dòng sông quê hương em đấy. Sông đấy. Còn phải nằm ở đây hàng tháng nữa đấy. Bây giờ anh hãy nằm yên nhé. Ngoài kia nắng đang lên, nhưng em lại muốn anh ngủ đi. Và em sẽ băng mắt lại cho anh, để ánh sáng khỏi lọt vào mắt anh, chừng nào anh còn nằm điều trị. Mai ơi! Ôi trời ơi! Bọn mình lại giao cho cậu một ca rằng đưa vào đây. Ôi trời ơi, đau quá trời ơi. Gớm. Ôi là. Ông anh mang cả nước mắt của bà chị đi, sao mà khóc nhiều thế? Chả bù với em, muốn khóc không có giọt nước mắt nào đâu. Thôi đừng kêu khóc nữa. Ôi trời ơi, đau quá trời ơi.
mèo ơi, tôi chị đã ra được rồi. Ôi ôi à, ôi ôi à, ôi ôi à, ôi ôi à. Này ôi ông mèo ơi, ôi ôi ôi, có đau thì ráng chịu đi một chút, đừng kêu như thế ảnh hưởng tới anh em khác. Này mù chứ còn biết đấy gì mà nói nữa. À chết, sao lại nói thế anh Hoàng? Mắt tôi hỏng thật rồi đồng chí ạ. Nhưng dù sao tôi vẫn nhìn được điều phải, điều trái chứ. Đồng chí uống nước đi. Thôi, thế là các anh đã quen nhau rồi. Em chả phải giới thiệu nữa. Anh Nam này, anh ít nói thế. Lẽ ra thì chị Lê phải bảo anh không bốc mới phải. Làm sao mà mai viết Lê được? Bình tĩnh. Bao giờ anh giải thích vì sao anh ngồi bật dậy khi nghe em nói sao mập, thì em sẽ kể vì sao em biết chị Lê. Hay lại sắp bốc rồi đấy. Thế nào anh ta cũng bốc cho mà xem. Những năm cấp 3, chúng em đã học trong bom đạn, nhưng cũng được học trong sự chăm sóc của các thầy, các cô. Dưới mái trường này, giặc Mỹ đã nhiều lần gây tội ác. Chúng đã cướp đi thầy giáo của chúng em, bốn bạn học của chúng em, mà hôm nay chúng em vẫn coi như đang ngồi dự buổi lễ tốt nghiệp này. Những đau thương ấy chúng em không bao giờ quên được. Nhưng chúng em không khóc, cũng không run sợ, mà càng nhớ chính cánh tay của cô hiệu trưởng bị thương vì bom Mỹ kia. Đã bao năm dòng đào hầm che chở cho chúng em, lập những mái trường dạy dỗ chúng em, uốn từng nét chữ cho chúng em, thắt khăn quàng đỏ cho chúng em,
Ngày ấy chúng em còn là học sinh cấp 1. Bây giờ chúng em đã tốt nghiệp cấp 3. Và cô cũng tự trau dồi kiến thức trở thành cô giáo chủ nhiệm. Hàng năm gửi vào đời một đứa học sinh. Có người đã trở thành anh hùng chiến sĩ. Bây giờ đến lượt chúng em được gửi vào đời. Chúng em sẽ phải làm gì đây? Để vận dụng đầy đủ những kiến thức của các thầy, các cô đã truyền cho chúng em. Để xứng đáng với lớp người đi trước, cũng như lớp người đến sau. Khi đất nước còn chưa sạch bóng quân xâm lược, còn chưa thống nhất, tất nhiên chúng em sẽ cầm súng ra trận, nhưng cũng sẽ không quên thực hiện những hoài bão ôm ấp suốt cuộc đời học sinh của mình. Hay. Bốc là thế nào nhỉ? Thế lứa tuổi chúng ta không dám thực hiện hoài bão của mình thì chờ lứa tuổi nào? Lứa con chúng ta à? Hiện những hoài bão lớn, hãy đưa khả năng vượt những giới hạn mà chính hôm nay các em còn chưa nghĩ tới. Vì thế các em đừng lấy các thầy các cô làm mẫu mực. Các em được học tập trong chế độ ta vững mạnh hơn trước nhiều lắm. Hãy bay xa hơn nữa. Đúng rồi. Các em ạ, trên đã bàn với trường ta chọn 3 em học sinh giỏi đi học nước ngoài. Thế các em có biết trường ta sẽ chọn những em nào không? Nam ạ, Lê ạ, Huỳnh ạ, xứng đáng lắm rồi. Từ biệt cuộc đời học sinh từ giờ phút này đây. Sao lại từ biệt? Từ lúc nãy Lê đã băn khoăn rất nhiều. Lê biết Nam sẽ đi bộ đội chứ không đi học nước ngoài đâu. Thế Nam để Lê đi học nước ngoài một mình à? Chúng mình đã học với nhau từ tấm bé. Cha chúng mình đã hy sinh cùng một trận. Nhiều khi chúng mình đã chùi nước mắt cho nhau khi đi thăm mộ. Mẹ chúng mình nuôi chúng mình ăn học, mong cho chúng mình thành người. Sao Nam chẳng làm cho cha mẹ vui lòng?
Ồ, sao mọc rồi kìa? Nam còn nhớ lời Nam nói không? Ước vọng của con người tới đâu thì khả năng con người có thể vươn tới đấy. Nam nghĩ lại đi. Đi học nước ngoài là cơ hội tốt nhất để Nam có thể thực hiện mọi ước vọng của mình. Nhưng Lê ạ, ngồi xuống đây đã. Có thắng Mỹ mới có đất nước mà xây dựng, mà ước vọng chứ. Nên Nam mới muốn Lê sẽ đi học, còn Nam sẽ đi bộ đội. Không, thế thì phải đảo ngược lại mới hợp lý. Lê đi bộ đội, còn Nam đi học thì Nam tiếp thu nhanh hơn. Không được, Lê là nữ. Thế nữ không phải là người à? Lê thấy chưa? Các anh bộ đội cũng phân xử như thế đấy. Thế Lê có định cho Nam đi bộ đội không nào? Nào, sang thăm lính mới nào. Mai, hôm mai làm sao thế? Các đồng chí đâu cả rồi? Thế này thì... Bình tĩnh, cảm xúc. Khổ quá. Chỉ vì chiếc ba lô của tôi mà. Cứ bình tĩnh nằm xuống. Cô Mai ơi, Nam đâu gọi cô đây này. Cô Mai, anh cũng vào nhanh lên. Cô Mai. Mai, cô Mai đấy à? Chết thật. Em đã bảo anh phải nằm thật yên tĩnh cơ mà. Cô Mai, cô không làm sao chứ? Ngồi xuống đây đã. Không anh ạ, nó ném bom gần quá. Nhưng may, không ai việc gì. Ba lô của anh đây nhé. Tôi tưởng vì chiếc ba lô của tôi mà cô đã... Thôi, không ai việc gì là may rồi. Hay thật, cậu nào về trạm rồi cũng bị cái cô Mai này chinh phục lắm. Kể cả cậu chứ. Ừ, đúng này. Thôi, ông tướng về đi. Dừng lên các cậu ơi. Út tốt này các cậu, đó là điện biên của đại đội trưởng cho đấy. Thế à? Ta xin lửa mày. Út. À, chào các đồng chí. Chào. Chào ạ. Báo cáo chính ủy, đơn vị vừa chiến thắng. Nhân thời cơ này, xin được phép tiến công chiếm hoàn toàn cứ điểm địch. Đảng ủy trung đoàn cũng quyết định đúng như vậy. Vết thương của mày thế nào? Bố, bố có giận con lần thứ 109 nữa không nào? Mình rất vui và rất sung sướng vì đơn vị đã đứng vững trên cao điểm này. Nào, tấn công nào. Pháo hiệu tấn công.
Long đấy à? Anh bị thương mà vẫn chiến thắng quân giặc. Đã từ lâu, Nam mong đợi giờ phút này. Hôm nay, Nam được bước đi, được cầm ống nói, chúc mừng chiến công đơn vị ta. Thế thì, để chúc mừng Nam đơn vị, đánh cho bọn Mỹ không vào mắt ta được. Nam của em, yêu Nam, mến Nam, thương Nam, nhớ Nam, âu yếm Nam, cảm phục Nam,
tất cả những lời lẽ ấy. Mai cứ thêm thắt vào làm gì? Khổ quá, Mai thề là không bịa thêm chút nào hết. Đã thế, Mai không đọc nữa. Thôi thôi, đọc tiếp đi, Mai. Âu yếm Nam, cảm phục Nam. Tất cả những lời lẽ ấy, dù có viết hàng trăm lần, dù có viết hàng nghìn lần, cũng chẳng xứng được với Nam đang chiến đấu. Thêm cả nghĩa vụ của Lê khi Lê học xa tổ quốc. Càng biết như thế, Lê càng tin tưởng Nam đã chọn đường đi đúng. Thư từ lắm chuyện quá. Yên Chí, còn nhiều chuyện lắm đấy. Nam ạ, một chị bạn Mỹ Latin cùng học với Lê, chị Marta bảo Lê rằng Việt Nam đang nổi lên giữa thế kỷ này như một ngôi sao kỳ diệu. Việt Nam chiến đấu thì đã vậy, nhưng còn với tình yêu thì thế nào? Lê đã kể cho Marta nghe về buổi chúng ta tâm sự với nhau dưới vòm trời sao quê hương, về lý tưởng, về hạnh phúc và trách nhiệm của lứa tuổi trẻ chúng mình. Nam biết không, Marta ôm giết lấy Lê mà bảo đấy là những trái tim đã biết đập cùng nhịp với lương tâm mình. Hãy cho phép mình tặng người yêu cậu tấm ảnh để mình cũng được bảo vệ trái tim anh như cậu. Thế đấy, và ảnh mắt ta đây. Anh hãy cất vào túi áo ngực cùng với ảnh Lê anh nhé. Nhưng Mai à, thư và ảnh gửi cho người chiến đấu, chứ có gửi cho người thương tật đâu. Nhưng người thương tật ấy vẫn đang mặc quân phục. Lần này phải viết thư cho Lê đấy. Thôi, Mai phải sang khoa ngoại đây. Chúc mừng anh Hoạt hôm nay được thay chân bột. Nhưng em phải nói trước, cởi băng mắt thì êm dịu, nhưng dỡ chân bột thì rất đau. Còn đau hơn cả bó bột nữa đấy. Cứ Yên Chí. Yên Chí. Kê nhỉ? Được, để chờ xem. Chúng mày đi ra đi. Đi ra hết. Chết. Nhanh nào, lên. Nào không đấy. Cảm ơn. Chúng nhát. Để anh Hoạt của em có khóc cũng được tự nhiên, anh nhỉ? Như cái hôm em khênh anh vào hầm điều trị mà. Giá hôm nay anh đừng khóc, để em bó kỹ hơn. Có phải hôm nay đỡ bó lại không? Ơi, anh sắp khóc chưa? Anh đã sắp khóc chưa anh Hoạt? À, anh Hoạt sắp cười rồi kìa. Xong, dễ chịu rồi hả? Ôi.
trai cháu hỏng hẳn rồi. Nhưng dù sao với một mắt phải, cháu cũng nhìn thấy vạn vật rồi. Mai này. Dạ. Đưa Nam ra ngoài. Vâng. Cẩn thận Nam nhé. Cứ theo Mai mà đi Nam ạ. Vào cả đàn bướm Nam ạ. Người yêu cậu về một bên, để tâm đến cái xe kia kìa. Họ đến để bàn chuyện chuyển thương binh mất sức về hậu phương. Thì can gì đến mình? Ok. Thế cậu không biết gì à? Mình thấy danh sách có cả tên cậu. Mời các đồng chí sang làm việc với tổ chức trước. Vâng. Thấy chưa em ơi, tao ra vào cái trạm quân y này đã thành thổ công rồi, tao còn lạ gì chuyện ấy nữa. Vô lý, thế là thế nào? Bác sĩ đâu? Không biết. Sao các đồng chí lại tống tôi về hậu phương? Ơ kìa, sao đồng chí lại gắt với tôi? Có chuyện gì thế nào? Báo cáo bác sĩ. Thật vô lý, sao lại đưa cháu về hậu phương ạ? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đã. Đây là vấn đề chính sách Nam à. Nam đã bị hỏng một mắt và một mắt bị đau. Nam về hậu phương sẽ có điều kiện điều trị tốt hơn và nhận một công tác thích hợp. Thích hợp? Thích hợp nhất
là cho cháu ra chiến trường. Còn một mắt cháu cũng ra chiến trường. Mà nếu hỏng hai mắt cháu cũng xin ở lại đây. Anh Nam tốt lắm chú ạ. Nam rất tốt. Mình hiểu. Trước khi cầm dao mổ, mình đã cầm súng như Nam. Đừng coi mình chỉ là bác sĩ, mà hãy coi mình như một người cha hay người chú đang lo cho cuộc đời còn rất dài và rất trẻ của Nam. Nam à, có những giới hạn về thể lực, mà con người dù có nhiệt tình đến đâu cũng không thể vượt qua. Xưa nay chưa có một thương binh nào hỏng mắt mà lại ở lại mặt trận. Khi cha cầm gậy tre xông lên giết giặc, cha có nghĩ rằng chỉ 20 năm sau, con của cha đã đánh giặc bằng những vũ khí hiện đại như thế không? Cha đã hy sinh cho lứa tuổi chúng con. Thế thì con phải làm gì đây? Khi tay con còn cầm súng được, đầu óc con còn suy nghĩ được, mắt phải con còn nhìn được, chẳng lẽ con lại quay về hậu phương khi cả nước vẫn hành quân ra trận? Hoạt, im ngay cho tao nhờ. Mày biết hết rồi đấy. Cuộc đời chúng mình là thế thôi. Đã quyết hiến dâng tuổi thanh xuân, chẳng lẽ lại nửa đường bỏ dở? Hoạt, mày hiểu tao chứ? Ủng hộ tao đi. Ừ, đi đi. Nói thế thôi chứ mày đi là phải. Mà đêm hôm thế này, đường rừng không có giao liên, mày làm thế nào đi được? Tao đi theo hơi có tiếng súng. Đúng đấy, đi đi. Đi luôn với mày đêm nay. Tao đi nhé. Ừ. Thank you.
Pipo, Pipo. Pipo, dậy. Đằng kia có người bị ngất. Ôi, em đang ngất đây bà. Người ngất là một anh giải phóng. Thôi nào, thi hành mệnh lệnh của tôi, đi. Thì đi. Theo như giấy tờ, đây là một thương binh trốn viện. Ôi giời ơi. Ngất thì ở viện mà ngất thì lại ra rừng mà cảnh. Nhớ giờ tôi cũng ngất thì ai chiêng nổi tôi. Suốt nửa tháng dài toán đột xuất. Cố gắng, xong hôm nay cho Pipo nghỉ một ngày. Chào chị đội trưởng. Mà bắt tôi còn lý sự hả? Giá mặt trận nghe oai nhỉ? Ông có biết như thế là ông vô kỷ luật không? Ông nhóc, hai người chờ tôi ở đây, tôi đi dò đường trước nhé. Thôi chị để em đi cho. Thương binh có sao không? Dù có chiến đấu suốt đời, cháu cũng không hết ân hận. Chị ấy đã vì cháu mà bị thương. Khi cháu cứu Khuê, Khuê cũng nói với chú như vậy. Và ngay chú có lúc đã được đồng chí mình cứu sống, có lúc lại cứu sống đồng chí mình. Đó là mối quan hệ tốt đẹp nhất trong xã hội ta. Trong ngồi xuống đây đã. Bây giờ cháu hãy nói đi, và với tình đồng chí, cháu nói thật hết cho chú nghe. Cháu nói đi. Chú ơi, chú bảo cháu đi. Thật ra khả năng con người có bị giới hạn không? Ngày chú và bố cháu cùng chiến đấu, chú cũng bị thương, cũng không muốn rời trận địa.
Chú cũng đã hỏi bố cháu một câu như thế. Thật ra, khả năng con người có bị giới hạn không? Đã hơn 20 năm qua, không ngờ chú lại được nhắc lại cho cháu nghe những lời của bố cháu. Khả năng con người có giới hạn, nhưng bao giờ cũng chỉ là tạm thời, vì con người luôn luôn vượt những giới hạn ấy và quy định lại cho nó. Thế thì phải khuyến khích cháu ra chiến trường, chứ sao lại đưa cháu về hậu phương ạ? Bình tĩnh, cháu sẽ không quay về đâu. Cháu xin nói thật, cháu đã chiến đấu, đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ. Cháu có thể cầm thẻ thương binh, hưởng ưu tiên mà không hổ thẹn. Nhưng cháu mới 20 tuổi, đánh Mỹ là nhiệm vụ của mọi người, nhưng ra chiến trường thì phải là của chúng cháu. Cái gì đã cản trở cháu ra chiến trường? Có thật cháu đã mất khả năng chiến đấu không? Thế ngoài việc đi trốn, cháu đã làm gì để chứng tỏ vượt qua mọi giới hạn đang ràng buộc cháu? Phải rèn luyện, phải luôn luôn đưa tinh thần mình vươn lên nếu cháu muốn trở lại vị trí trong cuộc chiến đấu của mình. Thôi, bây giờ cháu về đi đã. Cháu về nghỉ nhé. Cháu về. Anh thấy thế nào? Đôi mắt của Nam còn nhiều triệu chứng bất ổn định. Đó là cái giới hạn mà Nam không thể vượt qua trong một thời gian ngắn. Tôi cũng rất khổ tâm vì không sớm trả được thương binh ra chiến trường. Nhưng sẽ khổ tâm hơn nếu để xảy ra thiệt hại vì vội vã. Bây giờ, căn cứ vào nhiệt tình của Nam, tôi đề nghị sẽ để Nam vừa rèn luyện nhẹ, vừa điều trị và theo dõi hàng ngày.
liệu có hy vọng gì không, hờ chú? Về mặt sinh lý học thì thật tôi cũng không ngờ. Vì vết thương ở mắt trái đã làm Nam không chịu được khói lửa. Thế thì còn ra trận làm sao được nữa? Báo cáo chính ủy về trường hợp của Nam thì cả tôi và đồng chí đều không lường trước được ạ. Tôi hiểu. Chỉ xin yêu cầu, dù thể lực cháu Nam suy sút đến đâu, bác sĩ cũng giữ vững lòng tin và ý chí phấn đấu cho cháu. Chả bao giờ cánh mình gặp nhau ngoài mặt trận nữa. Có những điều mà sức mình không thể vượt qua được. Ngày tao được khiêng vào đây nằm cùng với mày, tao cũng khóc. Lại còn chửi cả mày nữa. Thế mà rồi, trông vào cái hăng hái của mày, tin mày, mà tao tập tành rèn luyện theo mày. Thôi đừng khóc nữa, không có tao cũng khóc theo mày mất. Hoan, được, cứ để tao thử sức tao xem. Chết cái gì? Lúc này Mai phải lo cho Nam hơn tôi. Nam có còn là người bị thương nữa đâu.
nam của em. Báo chí ở thủ đô nước bạn tới tấp đăng tin chiến thắng của hai miền Nam Bắc Việt Nam. Và hàng ngày, chúng em được bè bạn quốc tế sôi nổi chúc mừng. Marta bảo em, hình ảnh chiến thắng của Việt Nam hôm nay là hình ảnh chiến thắng của đất nước Marta ngày mai. Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin của tuổi trẻ trong đấu tranh hiện nay mang màu sắc Việt Nam, mang tinh thần Việt Nam. Đấy là những câu nói mà suốt đời em sẽ không quên, sẽ phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình, của một công dân Việt Nam đối với Tổ quốc, cũng như với bè bạn Nam Châu đã chia sẻ vui mừng với ta khi ta chiến thắng kẻ thù, mà các đồng chí ấy cũng coi như kẻ thù của chính mình vậy. Hai mươi năm phút rồi đấy, nghỉ thôi Nam ạ. Tao chịu mày, ngồi suốt tháng mà hít khói này. Rèn luyện nó phải cho nó thoải mái, như ăn uống phải ngon lành mới được chứ. Ra đây tao quạt mát cho một lúc đấy, Nam. Em kể để anh nghe. Có lần em đã chiến đấu
trong khi quân địch ném chất độc hóa học vào trận địa. Hơi độc làm cho em choáng váng ngay từ phút đầu. Và bây giờ thật khó mà kể để anh hình dung hết được giờ phút vô cùng nguy hiểm ấy trên chiến trường. Quân giặc đeo mặt nạ phòng độc xuất hiện như một bầy quỷ dữ. Cứ mỗi lần ném xong một đợt hơi ngạt, chúng lại hùng hổ lấn về phía quân ta, vừa chạy vừa thét lên những tiếng ghê rợn. Còn anh em mình chiến đấu rất kiên cường, nhưng từng đồng chí một cứ lần lượt ngất đi vì nhiễm độc. Chúng em phải thay nhau giữ vững trận địa. Nhưng rồi tiếng súng của quân ta cứ thưa dần, thưa dần. Thậm chí có lúc im hẳn, mà những quả đạn hóa học của quân thù thì vẫn tiếp tục lăn xuống từng chiến hào. Lúc ấy hơi ngạt trùm kín lấy trận địa. Không khí bỗng nhiên như bị đốt cháy hừng hực, rồi như đông đặc lại, ném chặt xuống. Trong khi đó, quân địch vẫn tiếp tục lấn tới. Đồng chí đại đội trưởng là người có sức chịu đựng hơn cả. Đồng chí đã rất bình tĩnh nhặt một quả đạn hóa học ném trả về phía quân địch. Nhưng cũng lúc ấy, đồng chí bị thương. Em muốn chạy đến đỡ đồng chí, nhưng không sao bước nổi. Không khí ngột ngạt quá, làm em không tài nào thở được. Lúc ấy chính em cũng đang bị lả dần. Nhưng đột nhiên em nhận ra một hiện tượng kỳ lạ. Màu đen của khói đạn quân ta như đẩy màu khói trắng hóa học về phía quân địch. Tại sao thế nhỉ? Đầu óc tỉnh hẳn lại. Em cố quan sát một lần nữa cho thật kỹ. Đúng là khói đạn nặng hơn khói hóa học, nên có sức đẩy khói hóa học trở lại và bổng lên cao. Thế là quên cả choáng váng nghẹt thở, em lao tới chỗ đại đội trưởng, đề nghị với anh cho tập trung toàn bộ lựu đạn ném vào giữa đội hình quân địch, để vừa tiêu diệt chúng, vừa dùng khói lựu đạn hất khói hóa học lên cao, tránh cho quân ta khỏi tiếp tục bị nhiễm độc. Anh ạ, thế là trận đánh diễn ra đúng như lời em đề nghị. Lúc trông thấy những tên địch cuối cùng rút chạy, cũng là lúc em gục xuống ngất đi. Vì thế bây giờ em cần phải rèn luyện cho quen với khói lửa. Mày giỏi đây, thông minh lắm. Thế mà làm việc với nhau hàng tháng rồi giờ mới kể. Uống nước đi Nam. Tao rất quý mày, nhưng tao cũng quý cả cái cô kia kìa. Cô ấy đạp xe phát điện như thế 9 năm rồi. Giá tính đi vòng quanh nước ta ấy, thì cũng được vài vòng như đấy. Cô ấy lại là người đã dựng lên những lán trại đầu tiên như cái quân y này. Thế mà chả suy bì, chả đòi hỏi. Cứ kiên trì công tác, kiên trì học tập, phấn đấu mỗi năm lên một lớp. Năm nay là thi tốt nghiệp hàm thụ đại học đấy nhé. Nam ạ, rèn luyện thì đừng có nóng vội, phải kiên trì như cô ấy mới được.
Giúp ta một tay. Dù sao tao vẫn khen mày, lửa khói đã thua mày rồi. Sao các đồng chí lại không cho Nam ra bãi bắn? Dù có về hậu phương, Nam cũng tham gia dân quân, cũng cầm súng chứ. Hay là chú cho Nam bắn đi, cứ thử xem chứ ạ. Bác sĩ ạ, Nam là người nhất định bạn tôi đấy. Nam bắn khá lắm, cho Nam bắn. Oai, bắn đi Nam. Bắn đi. Nếu thấy chó bắn thì đừng bắn, Nam ạ. À. Đúng đấy. Nhiên là phải bắt yên lặng thì nó mới bắn được chứ. Mà hai mắt nó còn mở thao láo đấy kìa. Thì đã bất cờ lệnh làm gì nào? Anh vừa nói người ta là quan một, giờ lại bắt nhắm một mắt cho người ta bắn à? Rồi. Alo Long, Nam nó đã rèn luyện thắng lợi, đơn vị mày có nhận nó không nào? Hả? À, được. Alo Nam, nhớ là thử thách chính vẫn phải là ở chiến trường, phải cố gắng nhé. Ước mơ, lý tưởng, niềm vui
tất cả đã trước mắt cậu rồi. Đừng quên thằng bạn nối khố của cậu nhé. Không, em tiễn anh đi quãng nữa. Được niềm vui ấy. Hôm nay anh Nam lên đường, Mai mới nói để anh hiểu rõ Mai hơn. Trước đây Mai là diễn viên múa trong đoàn văn công. Mai chỉ mơ ước trở thành người múa ba lê. Nhưng bom Mỹ đã làm gãy chân Mai. Từ đó, chân Mai mất nhạy cảm nghệ thuật. Mai chỉ còn biết lấy việc phục vụ các đồng chí khác làm niềm vui. Thank you.
mình trên một trận rất cường, nhất là cậu thế nào ạ. Cẩn thận, kẻo rơi mất ảnh người yêu đấy. Thủ trưởng cứ tin rằng mắt em còn nhìn rõ, không cái gì rơi được. Đồng chí Nam, đó, chuẩn bị chiến đấu theo đúng hiệp đồng, đó.